Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trước mặt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Vios G phiên bản màu vàng cát. Thì nhiều anh chị nhắn tin hỏi em là đợt này có chương trình giảm thuế thì gần như là 80-90% là xe lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% thuế trước bạ. Ngoài ra thì nếu anh chị đặt xe trong tháng 11 này thì sẽ được hưởng thêm cái hỗ trợ thuế trước bạ từ nhà máy. Thì nếu mà đặt xe được sớm trong tháng 11, còn lượng xe của bên em là chỉ được về đến hiện tại kế hoạch xe là về đến ngày 30 rồi. Nếu anh chị là muốn đặt xe sớm để nhận cái ưu đãi kép thì liên hệ giúp em qua hotline thì và để em giữ màu xe cho. Còn em sẽ giới thiệu sơ bộ và anh chị xem qua cái chiếc xe màu vàng cát này nhé. Toyota Vios thì sẽ có 3 phiên bản, trong đó là một phiên bản số sàn và hai phiên bản số tự động. Bản số sàn thì là giá niêm yết là 478 triệu. Nếu mà đặt được trong tháng 11 này thì sau khi giảm được ưu về cái giảm thuế kép ấy, thì sau khi lăn bánh chiếc xe này nó chỉ rơi vào độ tầm 470 triệu. Thì anh chị đặt xe sớm có xe tháng 11. Còn như em chia sẻ từ đầu ấy là lượng xe nó cũng không còn nhiều đâu anh chị ạ. Còn bản thứ hai là bản ECVT, là bản bản tự động tiêu chuẩn, thì có giá niêm yết là 531 triệu. Sau khi giảm ưu đãi thuế kép thì chiếc xe lăn bánh nó chỉ rơi vào khoảng độ 530 triệu. Còn trước mặt chúng ta đây phiên bản G, bên cạnh là màu đen đấy ạ, cũng là G màu đen. Còn bên cạnh đây, trước mặt đây là bản E tiêu chuẩn đấy ạ. Còn bản G là bản được bên em bán nhiều nhất và cái số lượng khách cũng nhiều nhất đấy. Nên là cái xe về nhiều, nhưng tuy nhiên là cũng phải đến ngày 30 mới có xe. Còn nếu anh chị muốn nhận xe sớm thì liên hệ sớm với em kiếm xe cho. Còn xe bản G này nếu mà sau khi giảm ưu đãi thuế kép thì xe lăn bánh chỉ rơi vào 570 triệu đến 580 triệu nếu anh chị đặt được trong tháng 11. Tiện xe ở đây thì em xin giới thiệu qua cả ba phiên bản. Như em đã nói về giá xe thì đây là phiên bản số sàn 478 triệu là sử dụng đèn halogen và xạ đa hướng. Đây, em sẽ đi một vòng. Cơ bản thì bề ngoài nó không khác nhau nhiều. Nhưng cái bộ ốp này là khách hàng bên em đặt mua, nên em đã lắp vào và chuẩn bị giao cho khách. Né số sàn ạ. Còn bên này là bản G số tự động, bản cao cấp. G2021 thì được trang bị đèn full LED. Đây là bản G màu đen ạ. Còn ở phía sau kia là phiên bản G màu đỏ. Còn phiên bản trước mặt chúng ta đây là phiên bản E số tự động, phiên bản số tự động tiêu chuẩn đấy ạ. Nó vẫn là sử dụng đèn halogen, tuy nhiên là đã được trang bị halogen projector, nó giống với phiên bản G năm 2021 ạ. La răng ba bản thì giống nhau, đều có đầy đủ cam lùi, cảm biến. Cảm biến thì xe này chỉ được trang bị hai cảm biến thôi ạ. Tuy nhiên là bản G thì trang bị 6 cảm biến. Vừa rồi thì em đã giới thiệu sơ bộ về cái giá xe, cũng chính sách xe. Anh chị muốn hưởng ưu đãi kép thì liên hệ giúp em sẽ báo cái giá nó thay đổi theo từng thời điểm. Còn anh chị nào muốn đặt màu như thế nào, cái màu sắc về giá xe cụ thể theo từng thời điểm, anh chị xem video thì liên hệ giúp em qua cái hotline em để trên màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.